Thưa quý vị, chưa kịp phục hồi sau 3 đợt dịch COVID-19 liên tiếp, thì đợt dịch thứ tư lại tiếp tục tác động rất mạnh, khiến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách điều đứng. Vì không có doanh thu nên doanh nghiệp phải cho lao động nghỉ việc kéo dài. Nhưng đến lúc dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, việc phục hồi là hoạt động vận tải gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại bến xe trung tâm Đà Nẵng. Là doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định Đà Nẵng-Quảng Ngãi, chủ nhà xe Hải Hồng cho biết, sau đợt dịch lần thứ tư lắng xuống, 4 chiếc xe của doanh nghiệp đăng ký để hoạt động trở lại. Nhưng trong bến dường như không có khách, lái xe nghỉ việc tạm thời để kiếm kế sinh nhai, còn vợ chồng chị phải thuê xe tải nhận chở hàng khách quen trong tuyến. Tuy vậy, từ sáng đến tối mới gom được ít hàng để đủ chuyến vận chuyển. Dạ, bây giờ là tình hình dịch là không có khách anh. 4 chiếc xe khách, 1 chiếc trung chuyển. Bây giờ thì tài xế thất nghiệp thấy, thì cũng tội tài xế. Bây giờ tình hình dịch bệnh nó căng quá, xe tải nó ra cũng hoạt động nhiều. Ông Trần Anh Cường là lái xe khách tuyến cố định Đà Nẵng - Hà Nội cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Mỗi buổi sáng theo thói quen, anh thường đến trước cổng bến xe trung tâm để đón khách. Nhưng 2 tháng qua, anh chuyển sang lái xe công nghệ nhưng vẫn không có thu nhập. Nay anh muốn chuyển sang nghề khác. Được nghỉ giờ là tài xế, nói chung là anh em thất nghiệp rất là nhiều. Nói chung là anh em bây giờ là muốn cuộc sống mới. Nói chung là muốn công việc gì đó để làm, nhiều người đi phụ hồ, người bốc vác có, người xe ôm có. Nhưng mà tình hình rất là căng thẳng. Nói chung là xe thì người ta cho hoạt động, xe khách nhưng có 50% là không đủ số lượng khách đi. Cái đòi hỏi người dân Đà Nẵng phải đem 2 đủ vệ sinh là tài xế hoạt động với người dân ở đây được. Là cái tiền mà Tết Covid á, là 72 tiếng đồng hồ. Có thiệt luôn, rất là không biết tiền ở đâu mà để người ta mà đem để người ta đi. Đại diện bến xe trung tâm Đà Nẵng cho biết, vài tháng nay trong bến hầu như không có xe khách nào hoạt động. Phòng vé và các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong bến tạm thời đóng cửa, chỉ còn vài xe trung chuyển hàng hóa hoạt động. Hiện nay thì chúng ta đang chuẩn bị cái bình thường mới trở lại. Thì những cái vấn đề khó khăn là hiện nay cái hoạt động vận tải thì vì những cái xe mà khi người ta hoạt động về những cái chi phí, những cái thu không có đủ bù cho những cái chi phí. Cho nên chính vì những cái khó khăn đó mà những đơn vị vận tải người ta cũng chưa mặn mà đến cái việc mà để đi lại. Thực tế, nhiều tháng qua, doanh thu của vận tải hành khách gần như bằng không nhưng phải gánh nhiều chi phí như lãi ngân hàng, tiền thuê nhà xưởng, kho bãi, tiền lương hỗ trợ, cán bộ công nhân viên, lái xe, phí bảo trì đường bộ, v.v. Nhiều doanh nghiệp điêu đứng, tài xế phải tìm việc làm mới. Khi hoạt động vận tải dần được phục hồi trở lại thì việc mời gọi lái xe trở lại làm việc không phải dễ dàng. Thiết nghĩ để dần khôi phục hoạt động vận tải hành khách, giữ chân người lao động, cả doanh nghiệp và nhà nước cần có những chính sách, giải pháp hỗ trợ để ổn định kinh tế, đảm bảo đời sống cho người lao động, thì vấn đề phục hồi của ngành vận tải hành khách mới trở lại trạng thái bình thường.